Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị ngay sau đây. Ông Trump không hứa chấp nhận kết quả nếu thất cử. Ông Trump bị chỉ trích vì không hứa sẽ chấp nhận kết quả trong trường hợp thua cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay. Nếu mọi thứ đều trung thực, tôi vui lòng chấp nhận kết quả, nếu không bạn phải đấu tranh vì quyền lợi đất nước. Cựu Tổng thống Donald Trump trả lời phỏng vấn tạp chí Milwaukee Journal Sentinel, ngày 1 tháng 5. Ông Trump nói sẽ cho mọi người biết nếu ông cảm thấy cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay không trung thực, nhưng tôi kỳ vọng đây là một cuộc bầu cử trung thực và chúng tôi thắng có thể rất lớn, ông bổ sung. Ông Trump đang là ứng cử viên đề cử của Đảng Cộng hòa, gần như chắc chắn tái đấu với Tổng thống Joe Biden Đảng Dân chủ vào tháng 11 tới. Cựu Tổng thống cũng trả lời mập mờ khi được tạp chí Tom gần đây hỏi về khả năng xảy ra bạo lực chính trị nếu ông thua cuộc. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng, Trump trả lời hôm 27 tháng 4. Và nếu chúng tôi không thắng, bạn biết đấy, mọi thứ còn tùy thuộc vào tính công bằng của cuộc bầu cử. Chiến dịch tranh cử của ông Biden ngày 2 tháng 5 chỉ trích ông Trump là mối đe dọa đến hiến pháp và nền dân chủ Mỹ. Cử tri Mỹ sẽ một lần nữa khiến Trump thất cử bởi họ vẫn bác bỏ chủ nghĩa cực đoan, ủng hộ bạo lực và khao khát trả thù của ông ấy. James Singer, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Biden nói, Ông Trump từng nhiều lần tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 có gian lận hoặc bị đánh cắp, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Công tố viên đặc biệt Jack Smith tháng 8 năm 2023 đã truy tố cựu Tổng thống với cáo buộc tìm cách lật ngược kết quả bầu cử dẫn đến bạo loạn đồi Capitol tháng 1 năm 2021. Ông Trump phủ nhận cáo buộc. Thế rằng co trong cuộc tái đấu Trump-Biden. Trong số hơn 70 cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong năm siêu bầu cử 2024, cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ được dự đoán là sự kiện lớn nhất, thu hút sự quan tâm chú ý nhất của thế giới. Không chỉ vì đây là cuộc bầu cử có thể làm thay đổi lãnh đạo tại một siêu cường đứng đầu thế giới, mà còn bởi kết quả của nó sẽ có thể ảnh hưởng tới cục diện chính trị, kinh tế toàn cầu. Không phải chờ đến ngày bầu cử chính thức tại Mỹ, ngày 5 tháng 11 năm 2024, chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ đã nóng lên ngay từ khi diễn ra các cuộc bầu cử sơ bộ của các đảng tại các bang bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 tại bang Iowa để lựa chọn ứng cử viên tổng thống của từng đảng các cuộc bầu cử sơ bộ đến ngày 4 tháng 6 mới kết thúc và ứng cử viên cuối cùng của Đảng Cộng Hòa sẽ chỉ được quyết định tại cuộc họp đảng ở Milwaukee vào ngày 15 đến 18 tháng 7, trong khi ứng viên cuối cùng của Đảng Dân Chủ sẽ được quyết định tại cuộc họp đảng ở Chicago vào ngày 19 đến 22 tháng 8. Tuy nhiên, đến ngày 5 tháng 3, sau khi diễn ra cùng một lúc các cuộc bầu cử sơ bộ tại 16 bang, hay còn được gọi là ngày siêu thứ ba, ứng cử viên của mỗi đảng đã cơ bản lộ diện. Nếu cuối năm ngoái có tới 9 ứng cử viên Đảng Cộng hòa, 4 ứng cử viên Đảng Dân chủ và 2 ứng cử viên độc lập, cho đến nay do các quy định tranh cử phức tạp và nhất là do thiếu khả năng tài chính để duy trì một chiến dịch tranh cử tốn kém, nhiều ứng cử viên đã sớm bỏ cuộc. Những ứng cử viên còn trụ lại là những người huy động được nhiều tiền nhất cho chiến dịch tranh cử, gồm đương kim tổng thống Joe Biden, ứng cử viên của Đảng Dân chủ, huy động được gần 90 triệu USD. Cựu tổng thống Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, huy động được gần 80 triệu USD và ông Robert F Kennedy Jr, người đang tranh cử với tư cách ứng cử viên độc lập, quyên góp được 22 triệu USD. Cuộc đua vào Nhà Trắng do vậy hiện chỉ còn lại một ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là cựu tổng thống Donald Trump và hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ là tổng thống Joe Biden và ông Dean Phillips, dân biểu của bang Minnesota, nhưng ông này cũng có thể sớm bị đánh bại bởi tổng thống Biden trong vòng sơ bộ tiếp theo. Bên cạnh đó còn bốn ứng cử viên độc lập là ông Kennedy Jr. có cha là thượng nghị sĩ Mỹ bị ám sát và Jean Stein, một nhà hoạt động môi trường và Cornel West, một triết gia và học giả chính trị. Tuy nhiên, lịch sử các cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ cho thấy chưa có ứng cử viên độc lập nào có thể giành được chiến thắng, ngoài trừ việc có thể làm giảm số phiếu bầu đối với ứng cử viên của một trong hai đảng Cộng hòa hoặc Dân chủ. Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay gần như chắc chắn là cuộc tái đấu giữa đường kim tổng thống Biden và cựu tổng thống Trump. Đây sẽ là lần tái đấu đầu tiên giữa các tổng thống kể từ cuộc bầu cử năm 1956. Sau khi được các đảng đề cử, ứng cử viên tổng thống Mỹ sẽ chọn một người liên danh tranh cử phó tổng thống và bắt đầu tiến hành các chiến dịch vận động bầu cử nước rút, bao gồm cả các cuộc tranh luận trên truyền hình trong tháng 9 và tháng 10 năm 2024. Cuối cùng, các cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 5 tháng 11 để bầu các đại cử tri của các bang từ các đại diện được chọn từ mỗi tháng. Những đại cử tri đó cam kết sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống của đảng tại cuộc họp tại Điện Capitol tại Washington ngày 17 tháng 12. Số đại cử tri tương đương với số ghế tại Hạ viện và Thượng viện cộng lại là 538 ghế. Do vậy, ứng cử viên tổng thống phải có được ít nhất 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng. Thế rằng co giữa hai ứng cử viên Giữa đường kim tổng thống Biden và cựu tổng thống Trump, ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới? Các cuộc khảo sát tiến hành trong tháng 3 của Reuters, Ipsos và Civic Daily Cost cho thấy Tổng thống Biden đã vươn lên dẫn trước ông Trump với cách biệt là 1%. Mặc dù vậy, các kết quả thăm dò đều chỉ mang tính chất tương đối. Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump vẫn được đánh giá là hai ứng cử viên ngang tài ngang sức và thế rằng co giữa hai bên sẽ còn được duy trì trong một thời gian nữa. Vấn đề đầu tiên là ai sẽ giành được lợi thế tại những bang lớn tại Mỹ? Vì số phiếu đại cử tri sẽ được quyết định bởi quy mô dân số của mỗi bang, Tuy nhiên, lợi thế của cả hai ứng cử viên Joe Biden và Donald Trump ở các bang lớn gần như ngang nhau. Trong khi ông Biden có lợi thế nhờ sự ủng hộ truyền thống đối với Đảng Dân chủ tại hai bang lớn là California gần 40 triệu dân và bang New York hơn 20 triệu dân, ông Trump có lợi thế nhờ ảnh hưởng truyền thống của Đảng Cộng hòa tại hai bang Texas gần 30 triệu dân và Florida gần 22 triệu dân. Do vậy, theo các chuyên gia, yếu tố quyết định trong cuộc bầu cử tháng 11 tới là nhóm cử tri độc lập. Theo khảo sát năm 2023, khoảng một phần tư người Mỹ chưa quyết định sẽ bầu cho ứng viên nào. Thậm chí nhiều người dự báo tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu năm nay sẽ thấp nhất từ trước tới nay. Nhóm cử tri độc lập sẽ tập trung ở các bang chiến địa Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Tại các bang này, những vấn đề được cử tri Mỹ quan tâm nhất là những vấn đề đối nội, đặc biệt là kinh tế, chi tiêu tài chính, phúc lợi, chăm sóc sức khỏe, giáo dục – cùng với các vấn đề xã hội như nhập cư, tuổi nghỉ hưu và phá thai và tội phạm, kiểm soát súng, quyền LGBT, người đồng tính, song tính, chuyển giới, liêm chính trong bầu cử, sự sụt giảm dân chủ, biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, những vấn đề nổi cộm trong chính sách đối ngoại là lập trường của Mỹ đối với Trung Quốc, xung đột Ukraine, Nga, cuộc chiến của Israel Hamas ở Gaza. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 có thể sẽ được quyết định bởi cuộc tranh luận về những vấn đề trên tại 6 bang chiến địa tại Arizona, nơi có chung gần 600 km biên giới với Mexico, nhập cư sẽ là một vấn đề quan trọng nhất. Bang Georgia là nơi xảy ra vụ án hình sự truy tố cựu Tổng thống Trump vì can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2020. Kinh tế bang này cũng đang bùng nổ nhờ dòng vốn đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp mới như sản xuất pin. Tại bang Michigan, cuộc chiến của Israel ở Gaza là một vấn đề tiềm ẩn với Tổng thống Biden vì đây là nơi có hơn 100.000 cử tri người Mỹ gốc Ả Rập Ông Trump sẽ dốc toàn lực ở bang Michigan để lợi dụng việc các cử tri phản đối tổng thống Biden ủng hộ Israel trong cuộc xung đột với Palestine cũng như hành động quân sự của Israel ở Gaza. Thông điệp kinh tế sẽ rất quan trọng ở Nevada, nơi đại dịch Covid-19 tấn công các sòng bạc của bang và quá trình phục hồi diễn ra chậm chạp. Tại bang Pennsylvania, vấn đề môi trường và phát triển ngành công nghiệp khai thác đá phiến sẽ quyết định số phiếu đại cử tri của mỗi đảng. Tại bang Wisconsin, vấn đề quyền phá thai sẽ ảnh hưởng tới thái độ của cử tri cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình cuộc sống hôm nay của chúng tôi nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo